và con giáp đen đuổi 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống, đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Các thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng trong 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch sắp tới sẽ có 3 con giáp gặp phải đại hạn, tai nạn đổ ập đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà để trả nợ. Để biết các con giáp xui xẻo này là con giáp nào, chuyện gì sẽ xảy đến với những con giáp ấy, làm sao để xui xẻo tránh xa, tai qua nạn khỏi. Tất cả những điều này sẽ được kênh Phong Thủy Gia Cát giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Luận Bài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua bảo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tuất. Có thể thấy rằng 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch này là một khoảng thời gian đầy dậy những khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Tuất. Bản mệnh vướng phải nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống, khiến cho tinh thần đi xuống, không có hứng thú làm việc gì. Cục diện mùi Tuất tương phá gây ra tác động lớn cho vận trình của bản mệnh, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Thời điểm này, bản mệnh sẽ gặp bất hòa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến công việc khó có thể tiến triển thuận lợi. Bản mệnh nên giữ sự bình tĩnh, hành xử thận trọng, không nên chuyện bé xé ra to, thậm chí đẩy mình vào cảnh kiện cáo, thị phi. Kẻ tiểu nhân xuất hiện cũng có thể gây ra không ít phiền phức cho mệnh chủ. Bản mệnh trở nên quá để tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Tốt nhất, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc của mình, tránh can thiệp vào công việc của người khác. Dù thời gian này có nhiều tác động không mong muốn, nhưng bản mệnh không nên quá bi quan. Bởi thiên đức cát tinh xuất hiện đúng lúc cho thấy bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua được khó khăn, thậm chí biến đó thành cơ hội để khẳng định bản thân. Sự cố gắng của bản mệnh chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, thậm chí đánh giá rất cao. Tử vi còn cho thấy chuyện làm ăn của mệnh chủ tuổi Tuất trong thời gian này cũng không được như mong muốn. Kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ sẽ phá hoại, khiến kế hoạch mà bản mệnh đã lập ra từ trước phải rẽ theo những hướng khác nhau. Có thể nói, chuyện thu được lợi nhuận vào thời điểm này trở nên khá bất khả thi. Bản mệnh nên cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh đưa ra những quyết định liều lĩnh, mù quáng, kẻo rơi vào cảnh tài sản thất thoát, thậm chí là phá sản. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trong 15 ngày cuối tháng không có dấu hiệu cải thiện. Bản mệnh và nửa kia vẫn thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau. Thậm chí con cái và cha mẹ trong gia đình cũng bất hòa, không ai chịu nghe theo quan điểm của ai. Anh em trong gia đình còn nảy sinh ra mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong những chuyện liên quan đến quyền lợi, tiền bạc. Đã là người thân của nhau thì đôi bên cần biết cách nhường nhịn, lắng nghe, đặt mình vào vị thế của đối phương nhiều hơn. Những cách biệt về thế hệ khiến quan điểm đôi bên khó có thể trùng hợp. Mỗi bên đều nên lùi một chút để có thể thỏa hiệp với nhau. Thời gian này, may mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Tuất khá ổn định. Dù tinh thần có dấu hiệu đi xuống, nhưng bản mệnh không cảm thấy quá mệt mỏi, vất vả dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể tiếp tục giữ trạng thái sức khỏe như thế này, bản mệnh nhớ duy trì một lối sống khoa học với giờ giấc sinh hoạt cố định, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Đồng thời hạn chế tụ tập, ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều bia rượu, sử dụng chất kích thích. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa,
nhân. Từ đó sẽ giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tuất tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Dậu. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Dậu có nói rằng: xin chia buồn với mệnh chủ, bởi ngay từ 15 ngày cuối tháng, đa số mọi việc xảy ra đều không được như ý muốn. Bản mệnh hãy giữ vững tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với khó khăn để có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thời điểm này, dưới sự tác động của nguyện lệnh lâm tuyệt, sự nghiệp của bản mệnh rơi vào bế tắc, nhiều khó khăn xuất hiện và bản mệnh luôn cảm thấy bối rối vì không thể tìm ra cách giải quyết ngay lập tức. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng vướng phải nhiều cản trở. Bản mệnh phải bon chen, giành giật với người khác mà kết quả chưa chắc đã được như ý muốn. Thiên cầu hung tinh còn là điềm báo có kẻ tiểu nhân gây họa, bản mệnh sẽ vướng thị phi, kiện tụng. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp ý kiến của người khác, khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng không cần thiết. Chuyện làm ăn của tuổi Dậu cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực do sự tác động của cục diện nguyện lệnh lâm tuyệt. Có lẽ những cố gắng của bản mệnh trong khoảng thời gian này vẫn chưa giúp bản mệnh thu được thành quả ngay lập tức. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải làm việc khá vất vả, phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ đối tác, đồng nghiệp để có thể cố gắng hơn và chớ bỏ dở mọi việc giữa chừng. Nếu bản mệnh không ngừng vươn lên, kiên định với con đường mình đã chọn, không đầu hàng trước những thách thức, thì dần dần khó khăn sẽ được lùi bớt. Tả phù là các tinh sẽ xuất hiện giúp bản mệnh dần vượt qua thử thách và sẽ nhận được đánh giá cao của mọi người xung quanh, thậm chí có cơ hội được khen thưởng. May mắn là dù sự nghiệp và tài lộc có những dấu hiệu chững lại, thì chuyện tình cảm của bản mệnh lại phát triển rất tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia luôn ở bên thấu hiểu nhau, cùng cổ vũ nhau chinh phục khó khăn. Người ấy chính là động lực để bản mệnh không chịu lùi bước. Nhưng mệnh chủ độc thân cũng có thể kết giao được với nhiều đối tượng triển vọng, giúp đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc, thì sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu cũng khó mà lạc quan. Bản mệnh thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, khiến cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, sẽ mắc các căn bệnh vặt. Dù nhiều rắc rối có thể xảy đến, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ tiêu cực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn, không đầu hàng trước những khó khăn. Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn đến mấy, bản mệnh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Vậy nên để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Thân. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Thân cho thấy, trong 15 ngày cuối tháng về cơ bản mệnh không gặp phải quá nhiều khó khăn và vướng mắc. Song để có thể đạt được thành công thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của chính bản mệnh. Nếu cần cù, chăm chỉ, bản mệnh sẽ được đánh giá cao, ngược lại ham vui, lười biếng thì thất bại liên tiếp ập đến. Nguyên lệnh lâm thái cho thấy bản mệnh giữ được tinh thần khá vui tươi, thoải mái trong thời điểm này. Tuy nhiên, bản mệnh lại thường bị phân tâm bởi nhiều yếu tố khác nhau. Hãy xem lại bản thân mình, thay đổi các khuyết điểm, chấn chỉnh lại tinh thần để có thể đạt được hiệu quả cao trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủi rê, lôi kéo của bạn bè xấu. Mệnh chủ tuổi Thân nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chớ quan tâm đến những chuyện bao đồng. Bên cạnh đó, chuyện làm ăn kinh doanh không có nhiều tiến triển tích cực trong 15 ngày này.
bản mệnh cần phải cố gắng hơn nữa trong mỗi việc mình làm thì mới có cơ hội tăng lương, thưởng nóng hoặc thu thêm về lợi nhuận. Bản mệnh cũng cần phải trang bị vốn kiến thức vững vàng cho bản thân, đừng vì muốn trở thành con giáp giàu mà nghe theo lời kẻ xấu, vội vàng đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Thực chất, thiên vu cát tinh vẫn mở ra một vài cơ hội với mệnh chủ tuổi Thân, quan trọng là bản mệnh có đủ thông minh, nhanh nhạy và sẵn sàng đánh đổi quãng thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ của mình để đạt được hay không mà thôi. Tử vi còn cho thấy, chuyện tình cảm thời gian này của tuổi Thân may mắn đón nhận nhiều tin vui. Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, bản mệnh được giới thiệu, làm quen với nhiều đối tượng triển vọng. Cho nên bản mệnh cần cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể tìm ra một người phù hợp với mình. Tuy nhiên, nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần giữ một khoảng cách thích hợp với mọi người. Hơn nữa, về cơ bản, sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thân luôn duy trì ở mức ổn định trong 15 ngày cuối tháng. Nhờ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần hăng hái, bản mệnh có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Cho dù sức khỏe tốt, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao một cách đều đặn. Tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc, hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa phù hộ, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.